Hello, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình có về tiếp một con bánh đôi nha anh em. Thùng ngang 1m6 dài 2m2 nha, bánh đôi thắng dầu. Sườn y phục 60 nha anh em. Mọi chức năng đầy đủ nha. Đèn kèn đầy đủ, để nhẹ là chạy nha anh em, xe còn rất là im nha. Màu cũ, màu sơn hơi cũ thôi chứ xe còn ngon lành. Vỏ cầu còn nhiếp tải luôn nha anh em. Đó. Sườn y rất là trắng không một mọt chỗ nào. Xe còn rất là im, quay cho anh em coi luôn đó. Nhiếp tải luôn. Thùng lớn luôn. 1m6, 2m2. Mình coi cho anh em coi, anh em nào có nhu cầu mua liên hệ mình. Đó, sàn sườn gì còn ngon lành đó, quay anh em coi luôn. Đây, quay ở dưới luôn đó. Cầu kiết đồ còn ngon luôn. Anh em nào còn mua liên hệ mình nha, số điện thoại để trên kênh luôn nha. Tới xem xe trực tiếp luôn cũng được. Mình có vận chuyển về tới chỗ luôn, phí trả phí thôi. Đó, quay cho anh em coi. Giá công khai 25 triệu cho anh em. Đó, quay cho anh em coi giá 25 triệu. Anh em nào có mua liên hệ mình. Đó, số điện thoại để trên kênh. Giá công khai luôn 25 triệu. Xe này mua về là chạy thôi, bao chở 2 tấn rưỡi 3 tấn là bình thường, không có xin vậy. Không có thua gì xe cọp đâu anh em. Rất là êm luôn. Giờ kiếm thùng lớn bánh đôi không ra đâu nha. Đó, anh em nào có cần mua liên hệ mình. Có số trên kênh luôn. Mình chuyên về rồi bán xe qua gác cũ nha anh em. Đây mình cũng có con nè. Thùng 1m3, 1m8 nha anh em. Giá 22 triệu á. Xe này còn rất cứng luôn. Sàn 25 e luôn nè. Sàn găng luôn nha. Đó, dày 3 ly. Đó, thường máy rồi còn ngon lành luôn. Quay cho anh em coi luôn. Anh em nào mua liên hệ mình nha. Đó, đầy đủ nha anh em. Đây nè đó, quá trời xe luôn. Anh em nào có mua liên hệ mình. Anh em coi. Đó, anh em nào còn mua liên hệ nha. Giá công khai 25 triệu. Số điện thoại có sẵn ra Zalo có luôn. Anh em nào có mua cứ liên hệ. Để ép giá. Được là chốt. Ok. Rồi, cảm ơn anh em nha.